Kể về một anh hùng dân tộc mà em biết. Bài làm lịch sử nước ta có biết bao nhiêu các vị anh hùng chống ngoại xâm cứu nước lỗi lạc mà xuất thân từ những người dân bình thường. Nguyễn Thị Minh Khai cũng vậy. Lớn lên chứng kiến cảnh lầm than của quê hương, năm 16 tuổi, bà đã tham gia hoạt động cách mạng. Trong đấu tranh, bà rất kiên cường, nhanh trí, khiến bọn giặc Pháp nhiều phen hoảng sợ và tìm mọi cách hãm hại bà. Năm 1940, Nguyễn Thị Minh Khai bị bắt. Giặc tra tấn bà hết sức dã man, nhưng sau mỗi trận đòn tra tấn đó, Nguyễn Thị Minh Khai đã dùng máu của mình viết nên những câu thơ nêu cao khí tiết của người chiến sĩ cộng sản. Biết không thể khuất phục được bà, chúng đã đem ra xử bắn. Em rất tự hào được học dưới mái trường mang tên người anh hùng Nguyễn Thị Minh Khai.